Mức lương của quân đội công an là lãnh đạo được luân chuyển. Lực lượng vũ trang là quân đội công an đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ thấp hơn thì theo khoản 3 điều 3 nghị định 204/2004 của chính phủ quy định, lực lượng vũ trang đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ. Trường hợp công việc mới được luân chuyển đến quy định xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ kể cả phụ cấp chức vụ nếu có và được thực hiện chế độ nâng bậc lương theo quy định ở ngạch hoặc chức danh cũ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 khi thực hiện cải cách tiền lương thì tiền lương của quân đội công an dự kiến được tính như sau: mức lương bằng lương cơ bản cộng phụ cấp cộng tiền thưởng nếu có, trong đó lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, bổ sung tiền thưởng. Quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm không bao gồm phụ cấp.